Hôm nay bạn Bình sẽ giới thiệu với mọi người một khu chợ đêm là chợ đêm Hồ Thị Kỷ. Ngoài bánh hoa thì khu chợ này còn nổi tiếng về ẩm thực nữa. Nào, chúng ta gửi xe ở chỗ gửi xe quen thuộc, sau đó thì chúng ta đi lướt qua món thịt nướng xiên Campuchia. Không biết mọi người thấy sao chứ bạn Bình thì thấy nó cũng được. Với giá tiền là 15.000 một xiên thịt heo nướng phô mai này với lại thịt bò nướng thì nhìn trông có vẻ rất hấp dẫn. Nói chung là trời mưa mà ăn thì cũng ok, nhưng mà có điều là với tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm thì bạn mình cũng không biết là thế nào. Tuy nhiên phải kể lâu lâu mới ăn, mà nhà của anh là trời ơi nó đã gì đâu, phô mai rất ngon ha. Nhưng mà từ đây thì bạn mình biết là mình có thể làm cái món thịt nướng này ở nhà được rồi nè. Nhưng mà tuy nhiên là ăn ở đường phố cũng có cái thú vị của đường phố nè, nè chúng ta cùng nào đi thăm thú, còn nhiều quán ăn đang đợi chúng ta lắm. Đây là quán bún bò hóc này buổi sáng mới bán nha. Ẩm thực của khu chợ này khá là phong phú với rất là nhiều thể loại, đặc biệt là các món có style Campuchia. Đây, chè Campuchia rồi nè, quán trà đào nổi tiếng nè, có rất là nhiều quán ăn và các bạn trẻ đến đây thì rất là đông. Hôm nay là ngày thứ ba đấy nha, không phải là ngày cuối tuần đấy. Ngày cuối tuần chắc chen chúc nhau ghê lắm. Tuy nhiên là khu phố nhộn nhịp này lâu lâu đến cũng vui. Đây là quán bún thái thần thánh của bạn mình nè. Chúng ta phải vô và làm một tô mới được. Trời ơi, lúc đây đang bận. Miếng nước coi ngon không? Trời ơi, chỉ có người phụ nữ đang quay sợ mặt không ăn thôi, chứ mình là có cái người trong này. Để đi ăn thôi, ở đây ngồi ha, người ta không phát ra đâu, chẳng là gì chắc là biến tố của Việt Nam thôi. Thì đa số các bạn trẻ đều đến đây cho nên là các quán ở đây thường nó phụ rất là nhiều món trẻ trâu. Rồi nhìn đi nè, đây là có quán cơm lam ăn cũng là lạ. Nếu ai chưa từng thưởng thức đặc sản cơm lam thì có thể ghé vào quán này ăn nhé, ăn cũng được đó. Địa điểm tiếp theo cần phải khám phá đó chính là kem bơ. Trời ơi, quán kem bơ của tôi nhào vô. Đi kem bơ chỉ có 20k thôi. Nó gồm một kem và ở phía dưới là một lớp bơ xay. Em bơ là avocado ice cream Việt Nam. Đương nhiên là nó không thể nào ngon bằng kem bơ Đà Lạt rồi. Tuy nhiên là trong cái thời tiết nóng nực này mà ăn kem bơ tại thành phố Hồ Chí Minh thì tương đối cũng ổn mà. Chất lượng cũng khá là ngon vì là có dừa tươi. Rồi mình thích mấy miếng dừa nha, sần sật sật nó đã gì đâu. Đang ngồi suy nghĩ nãy giờ ăn hết bao nhiêu. Nãy giờ ăn ba món chỉ mới hết có 90k thôi mọi người, chưa tới 100.000 nữa. Wow, đây là một con số khá hấp dẫn cho một chi phí một buổi đi chơi thú vị này. Đó là bạn mình còn chưa ăn những cái món khác đó, nhưng mà không sao, để lần sau sẽ quay lại ăn tiếp. Nhưng mà ăn nhiều như vậy mà cũng hết cái kinh cài hết. Đây là kem người phú quen thuộc này. Dù vẫn còn muốn ăn tiếp nhưng mà nghĩ lại béo quá cho nên quyết định là đi mua hoa. Nào bây giờ thì chúng ta đi chọn hoa loa kèn nào.